Các bạn ơi, Emily đang có mặt ở Bluebird French Restaurant số 65 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận cùng với bạn Thi. Và cái không gian của mình hôm nay là một cái nhà hàng phong cách là Âu nha mọi người. Tại vì hôm nay tụi mình đi ăn beef steak á mọi người, nhà hàng chim xanh mọi người. Thì ở đây có khá là nhiều món, menu rất là đa dạng, từ beef steak cho tới mì Ý, cơm cũng giống như là món khai vị. Thì ở đây là tụi mình có order 2 ly soda và mojito. Và tụi mình ăn mực vòng chiên giòn là món side dish đầu tiên. Là tụi mình gọi một phần Hokube strip loin cho Emily, một phần khoai tây nghiền sốt phô mai, một phần top leg bò Mỹ sốt barbecue cho bạn Thi. Bò của Emily gọi là bò Hokube strip loin medium nha mọi người. Thì ở đây trong phần này của mình là có bánh mì tươi, có salad và có một ít khoai tây chiên. Thì cái phần này của mình ăn rất là mềm, rất là ok. Emily cảm thấy khá là hài lòng với lại cái độ chín của cái bò này, mềm. Sốt này là sốt kem nấm mọi người. Thì nói chung là khá là ít sốt, cho nên là Emily nghĩ là quán nên thêm sốt thì ngon hơn. Nhưng mà cái khoai tây này của mình là khoai tây nghiền đúc lò mà chấm với lại cái sốt phô mai mọi người, rất là ngon, ok á mọi người. Tầm giá thì Emily sẽ để cái hóa đơn bill cuối cùng, cuối clip cho mọi người xem nha. Hai tụi mình ăn thì hết khoảng hơn 700 ngàn thôi. Nhưng mà Emily nghĩ với cái giá này và với chất lượng này là hợp lý. Tại vì bò mềm và không gian quán cũng rất là ok la. Mọi người có thể nốt thêm địa chỉ ăn beef steak nha. Bye!